Rồi, ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với trực tiếp game. Những ngày vừa qua thì tôi có theo dõi comment của anh em ở trên kênh YouTube thì tôi thấy nhiều anh em bảo rằng là lâu ngày không chơi một con game kinh dị nào cả. Tất nhiên rồi, mới đây thì chúng ta có Resident Evil đúng không? Là game kinh dị nhưng mà nó là cái thể loại kinh dị hành động. Còn mấy cái thể loại game kinh dị kiểu dọa dọa, kinh dị kiểu tâm lý, các thứ ABC thì lâu ngày tôi cũng chưa chơi. Hay là ngày hôm nay tự nhiên lên Steam thấy con game mới này kinh dị tôi chẳng biết nó như nào. Mua luôn, game rất là rẻ, hơn 50.000 thôi anh em ạ. Nhưng mà vừa mới vào tôi thấy có cái điều gì nó hơi lạ lạ. Đấy là tên con game nó gọi là Sirime thì ok, không vấn đề gì. Nhưng mà cái Curse of the Bất Ai nghĩa là gì? Lời nguyền của mắt mông à? Bất Ai nghĩa là gì? Tôi chỉ biết là bất hâu, tôi là lỗ đích thôi, chứ còn bất ai là gì? Mắt mông à? Nếu hiểu lắm đấy mà. Vừa vào nếu quả mắt nhìn kinh vãi trường. Đây, chúng ta thử vào chơi thử một game này xem như thế nào anh em nhá. Để xem nó có kinh dị hay không. Đương nhiên rồi, đối với tôi mà tầm này chào kinh dị dọa tôi nói câu thế cho nhanh nhé. TTG Shop chúng tôi vẫn đang bán những cái bộ PC với mọi cấu hình, với mọi tầm giá mà anh em đều có thể lựa chọn. Đây anh em có thể truy cập vào ttgshop.vn nhé, để xem các cấu hình mà anh em muốn. Rồi, mời tất cả anh em chúng ta cùng vào. Nào thì mắt mông, nào thì Sirime. Khiếp, nhìn mắt nhìn tởm nhờ. Chúng vừa vào game đầu tiên tôi gặp con game mà vừa vào mắt tôi đã bị trắng dã dí màn hình. Truyền thuyết nói rằng, ôi dồi ôi, chỉ có những người nào có như thực sự dũng cảm mới dám nhìn thẳng vào mắt của ma quỷ. Cái đéo gì đây? Đây là cái gì? Sao lại có logic ở đây này? Chỉ có một người có thể tìm thấy được sự thật, nhưng mà anh ta không nhận ra rằng là điều đó thay đổi cuộc đời của anh ấy mãi mãi. Là sao? Bạn gái của tôi Sharon đã mất tích nhiều ngày rồi. Trong tin nhắn cuối cùng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi thử thách. Hả? Đi đâu? Nhưng mà cô ấy không bao giờ quay trở về. Bạn gái mất tích anh em ạ. Bạn gái mất tích. Cái gì đấy? Ồ, đây chính là ô tô của cô ấy đây mà. À, mình đi tìm bạn gái, mình tìm thấy ô tô của bạn gái mà không thấy bạn gái đâu. Thôi nào, chắc chắn cô ấy phải ở đâu đấy xung quanh đây thôi. Ủa khiếp, cái tay. Úi dồi ôi. Tìm được xe của bạn gái báo công an chứ. Đây, cô ấy có nhắc đến một cái bài test gì đấy, lòng dũng cảm. À, tôi đã có cảm giác rất xấu về chuyện này. Tức là em kia, em người yêu là bị dở hơi anh em ạ. Tự nhiên đi muốn đi làm cái bài test lòng dũng cảm. Vớ va vẩn. Đây, vâng, tôi đang ở bên cạnh ô tô của người yêu. Tôi cho tiếng game to lên một tí nhá. Cho tiếng game to lên một tí. Ủa, xem đéo, tiếng game có 50% là như thế nào? To lên chứ. 100% luôn chứ. Sensitivity nhỏ thôi. À, có vẻ ok rồi đấy. Đồ họa game đẹp phết đấy chứ nhỉ. Đây là xe của mình, còn đây là xe của người yêu. Đây chúng ta có một cái tờ tài liệu ở trên này, một quyển sách của người yêu anh em ạ. Và một cái trò chơi có ghi, tôi không biết là cái ăn unfollow à. Rồi đây. Đây là nhật ký của người yêu. Nhật ký này thuộc về Sarong và nó nói về một cái buổi tế lễ và một cái bài test lòng dũng cảm. Ngoài ra còn có một cái con đường dẫn từ cái cửa cổng ở chỗ này dẫn tới một cái nơi tế lễ. À, ok. Đúng là nhàn cư vi bất thiện anh em ạ. Đấy, nhà giàu mua được ô tô như thế này chắc là đẻ ra đã không phải đã sinh ở vạch đích rồi ấy, anh em hiểu không? Cho nên là không có bất kỳ một cái áp lực gì, cho nên là em ý còn muốn test nhân phẩm ạ. Hiểu luôn đây. À, thế bây giờ mình phải đi hả? Oh, ma quỷ dài luôn thì tôi đoán chắc chắn là em đấy là bị ma nó bắt rồi. Vấn đề bây giờ là ma gì thôi. Mà đương nhiên rồi, đối với tôi cái tầm này rồi thì đủ mọi loại ma tôi kinh qua hết rồi. Từ coi như là ma zombie cho tới ma gọi là tưởng tượng, cho tới ma thật, cho tới làm ra cả ma luôn, thân chung mà. Tầm này
Em ơi, có anh nào đây không anh ơi? Khu này cũng có đèn đường đèn điếc đàng hoàng ấy chứ, có phải là khu bị bỏ hoang quái đâu. Cái gì đây? Ô tô của ai đây? Thế sao lại có cái nhà kho ở chỗ này là sao? Giữa bồng đồng không bông quậy quả nhà kho. Cái này là nhà kho của Shopee đúng không? À đâu, ừ, nhà kho của Shopee hay là nhà kho của mấy cái dịch vụ ship hàng à? Giao hàng nhanh hay là giao hàng tiết kiệm gì rồi? Chả có bảo vệ bảo việc gì này mà các anh để hàng này thì chết à? Này thì bao nhiêu cho đủ? Từ bên này còn cái nhà gì đây? Hiểu thấy xe của người yêu thì báo luôn cho công an đi. Anh ơi, em thấy xe của người yêu em rồi, sau đấy là lẳng lặng đi về và kiếm người yêu khác thế thôi. Còn cái con này nó đi như này chắc chắn nó hoảng rồi, không cứu được đâu. Nhỉ anh em nhỉ. Ôi có mạng cố mà giữ lấy đi chứ. Giờ đi đâu? Thế cái thằng này không biết nào đi cái đôi giày gì đâu không biết. Giày này là nhìn trông xịn phê chứ đéo hình như đi guốc ấy. Cạch 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 cộc 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 cạch 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 cạch. Ủa cái gì đấy? Nến à? Giữa khu này lại có cái nến là thế nào? Đồng không bông quậy lại có nến là sao? Hay là người yêu đi hẹn hò với thằng nào đốt nến cho nó lãng mạn? Ủa cái nến nó dẫn tôi một cái gì đấy? Cái điếu gì đấy? Ui vãi cả chửa, cái gì đấy? Ui. 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 Cái gì đấy? Cái gì? Ở đâu? Khốn nạn. Ôi trời. Vâng. Tôi đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mắt tôi là một con mắt và tôi oảng rất nhanh anh em ạ. Nào lại đi lại. Khổ mẹ. Game đéo khó thế. Game cho chó chơi à? Mẹ đâu cho tao nhìn thử cái mông cái thằng ma đấy cái xem nào, nhìn thấy mỗi con mắt lại chả thấy mông thì biết gì. Mẹ vừa vào game tôi thấy quả có quả cái tranh gì nhở? Có anh còn chồng cả lỗ đích vào màn hình kinh nhá. Lỗ đích rất to. Không biết là có lo gậy không. Nó đi đường nào ở đây? Đây. Như vậy là đến cái chỗ đấy là cái con này nó xuất hiện đúng không? Nhưng vấn đề là nó xuất hiện từ đâu ấy, chả hiểu. Mình chứ không nhìn thấy nó, có hiểu nó bị vô hình ấy. Hay là nó tấn công từ sau lưng tôi nhở? Đến đây là thấy có cái bàn giống kiểu bàn tế lễ này. Mình cứ đi theo mấy cái này thôi đúng không? Đây, đến đây là nó sẽ xuất hiện này. Bây giờ tôi sẽ đứng tôi áp mẹ mặt vào đây tôi xem vào đâu. Tả tiêu tổ chi chốt. Tả tiêu. Chạy thôi. Nào bây giờ làm gì? Tôi đều biết tôi phải làm cái gì. Mà tôi cũng chả thấy cái con đấy đâu. Tại sao chứ nó vô được mình? Đó mày giỏi mày ra đây mày vô tao đi. Có mắt mông mày giỏi mày ra đây mày vô tao đi. Ủa tôi nghe được có tiếng. Ôi. Đâu vậy? Mẹ ơi. Đéo hiểu đâu. Rõ ràng là có tiếng chân rồi nhá. Cái gì đấy sao lắm sách. Ôi. Mày nói cái tiếng nước nào đấy mày? Đâu hiểu con đấy nói cái tiếng nước nào luôn ạ. Chi chạ chi chạy. Ngôn ngữ mới à? Chắc là một mối của loài mai mà tôi chả hiểu game lỗi sao tôi chả thấy con mai đâu nhỉ? Nhưng mà nó tàng hình ấy.
Thứ hai là mình làm thế nào để đi đấy, cứ vào nói bắt thôi, nước non gì. Ý nhất phải cho tao nhìn thấy con ma thì tao mới chạy chứ mày. Ghê mới. Mày đùa nhau à? Vừa mới vào nó đã đuổi tôi đây, làm gì có thời gian để mà xem là tìm kiếm dấu vết về Saron, Sarum. Thấy con quái ở đâu? Hay là chạy đến chỗ cái nến là nó sẽ dừng nhỉ? Tại vì tự nhiên đặt những cái nến như này nó phải có một cái công dụng gì đấy chứ. Chưa rõ lắm về cái cách làm thế nào để thoát được khỏi cái con đấy. Hay là đứng ngoài chỗ nến ta. Để tôi thử cái trường hợp đấy xem sao. Khổ, game vừa mua nào đã biết nó như thế nào đâu. Vào chưa chi đã dí thẳng cái mặt vào mặt mình. Không có thời gian để mà nói câu gì luôn nào. Bây giờ vào đây đúng không? Ồ, nó ra rồi. Chú cha chi suốt à, đi ra chi chà. Cụ bình ra chốt chi chà chà. Con mẹ nó ở đâu nhở? Con game bị điên à? Rõ ràng tôi nghe là có tiếng chân nhá. Thôi chạy về xe đi, chạy về xe. Rồi thôi anh cứ giữ người yêu em nhá. Em cho anh đấy. Anh bắt luôn con dở hơi đi. Mời anh. Em tặng anh tất. Của anh tất. Em đi về đây. Bye bye luôn. Bye bye nhá. Về nhá. Chết mợ, đường nào đường về ta? Đường nào đường về? Xe ô tô gì đây? Tôi nghe thấy có cái tiếng bước chân kiểu. Liệu con này nó có đuổi theo tôi không? Ôi ôi, thôi, tiếng chân là nó đến. Kì cà chi chà cốt. Cô chốt kì chà chà. Cô chốt cô chà. Cô chốt. Bẻ rồi, tôi đây rồi. Cút. Nhà có người yêu người đưa gì nữa. Không yêu không đưa giữa nhá. Hay là mình phải đứng ở chỗ cái đèn này. Bản đồ đây đúng không? À đây. Đây này, nó có đánh dấu các điểm đây này. Khổ. Mình chạy đúng các điểm này. Một cái điểm là điểm số 3 đúng không? Tôi phải đến cái điểm số 3 trước. Ok. Em với chả gùm. Không, đường này. Tôi nghe tiếng bước chân của đấy rất là gần nhá. Gần lắm đấy. Đâu cái điểm đâu? Ngược mẹ rồi. Mấy người. Anh gì ơi. Đây cái điểm nó nằm ở chỗ này này. Đúng không ta? Không phải. Đây à? Đây nó ở xung quanh đây cái nhà ấy rồi. Có cái nhà. Cái gì đây? Ôi. Mẹ. Mọi người. Thôi. Mới làm gì ở chỗ này? Ôi giời ơi. Vâng, tuyệt vời. Hay là mình phải đi đúng theo từng điểm nhỉ? Hay là mình đi đúng theo thứ tự nhỉ? Đầu tiên là đến cái chỗ này trước này, xong rẽ chỗ số 2 này. Ok, được rồi. Được rồi.
lên đây gặp con ma trước, xong rẽ sang điểm số 2. Ghê meo, cha thấy ma quỷ đâu mẹ. Vai cả trường. Thế chơi kiểu gì? Hay là có khi là mình phải khám phá dần dần thì nó mới hiện con đấy ra nhỉ? Đây đúng không? Không không, dạ đây. Ôm cái nhà thờ. Hóa ra là mình phải đến cái nhà thờ trước. Mình lại cứ chạy ở chỗ kia, ngu quá Dục ơi. Đây rồi. Đây chắc là cái nơi tổ chức cái hội kín gì đấy, đây lễ tế lễ tủng gì đây. Đây là một tờ nốt. Mày sẽ nhìn thấy nó nếu mày... Cái gì đấy? Nếu mày ơ mong át là cái mẹ gì? Nếu mày... Chữ gì kia? Yếu hiểu sẽ nhìn... Tôi biết nó sẽ tới tìm tôi nhắm mắt lại và đợi cho đến thời điểm cuối cùng. À, phải nhắm mắt lại à? Một tờ rồi anh em ạ. Tôi không biết nó bảo tôi phải làm cái gì về cái ass của tôi. Thì con này nó mới xuất hiện. Vãi cả game. Vãi coi. Đây tôi đến điểm số 2. Đến điểm số 2, cái gì đây? Bố điện thoại à hay cái gì? Một tờ giấy. Đừng có chạm vào. Ok vâng. Tôi không thể tin được tôi làm chuyện này. Đã quá nửa đêm rồi và tôi đang đi tới rừng. Tôi đang tham gia vào một cái cuộc thi xem lòng dũng cảm can đảm. Tim tôi đang đập nhanh, cũng như là mồ hôi tôi toát ra như tắm. Khi tôi đi vào trong rừng thì bóng tối bao phủ lấy tôi. Tôi chẳng thấy gì cả. Tôi cần phải dựa vào cái đèn pin để chỉ đường cho tôi. Có cái đèn pin đâu? Đây chắc là cái nhật ký của đứa bạn gái của mình ghi lại đấy đúng không? Chắc nhật ký của đứa bạn gái. Được rồi, tôi đến điểm số 2 lấy xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tới điểm số 3. Đây, điểm số 3 chúng ta phải quay lại đứng kia xong rồi đi về. Ôi ôi, nó ra rồi. Con khốn nạn ra rồi. Con mẹ mày. Nó ra rồi. Bố tiên sư. Đừng hầm con hạ. Mấy cái đéo gì. Bây giờ phải quay về điểm số 3 trước. Tôi nghe tiếng chân nó nhá. Chạy dọc này mình sẽ điểm số 3 là cái nhà lúc nãy đấy. Nào. 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 Tao không muốn nhắc cái gì vào đít để nhìn mày đâu. Mày đừng có dụ tao. Con chó. Đây rồi, điểm số 3 rồi. Đây rồi. Lấy tờ giấy luôn. Luôn luôn nhìn một mắt. À, tôi đã dành cả ngày ở trong rừng. Tôi tìm kiếm cả khu vực này vào ban ngày và có vẻ như nó vẫn giống như khu rừng bình thường thắc thắc thôi. Cho nên khi mà đêm đến, tôi cảm thấy có gì đó không lành. Tôi cứ nghe thấy những cái âm thanh. Từ từ nhá, nó đến rồi. Tôi chạy thôi. Giờ mình sẽ đến điểm số 4. Cú đã. Tức là em người yêu em đã từng đến khu này vào buổi sáng để em ý kiểu như là khảo sát trước khu này rồi chứ. Mày thấy mà vẫn oẳng. Khổ. Từ từ. Ở đây có cái mẹ gì đây? À đây điểm số 5, mình phải đến điểm số 4 trước. Số 4 ở trên này. Tôi không rõ là game có chúng ta có phải đi theo thứ tự hay không, nhưng mà có vẻ phải đi theo thứ tự anh em bạn. Tại vì lần trước là tôi chưa đến điểm số 1 là mình đến điểm, đến cái nhà kia là mình thấy có cái quái gì hiện ra đâu. Ê, chạy đâu đây, đường này mà. Không đi xuyên qua đây được. Rồi.
Đây, tôi đang thẳng tiến đến điểm số 4. Mục tiêu số 4 cách rốn một gang, đâm thẳng xuyên thủng. Có cái núi ở đây là sao? Cái gì đây? Xe này liệu có cái tờ gì không? Đây là điểm số 8. Đúng rồi, nếu mà chúng ta không theo thứ tự là nó không hiện tờ giấy để chúng ta lấy đâu anh em ạ. À đâu có mà. 7 ngày mày sẽ không thể thoát được khỏi đây mà escape lại thành escape kinh chứ. Nó đến nhá. Như vậy là không cần theo thứ tự đâu anh em ạ. Nào, đừng có hòng con chó ạ. Đừng có hòng con chó ạ. Nó đuổi tôi rồi, nó điên lên rồi. Ủa, khốn nạn điên rồi. Chúng ta vừa chạy qua điểm số 4. Ôi tôi nhìn nó rồi anh em ơi. Ôi vãi cả trưởng quả mông. Ôi ôi, cặp mông khổng có bẹo lồ luôn. Ôi anh ơi, bây giờ mới nhìn thấy nó á. Phải lấy đủ số lượng giày mới nhìn thấy nó. May mà thằng nhân vật của mình nó không có cái điệu mệt. May nó không bị mệt đấy anh em ạ. Chạy vòng quay sang qua đấy, nó có đuổi tôi không? Rồi, thoát khỏi nó rồi. Nhìn từ xa thôi anh em ạ, nhìn từ xa thôi, quả mông mẩy lắm. Bố của mẩy luôn. Hot girl phải có bằng bố. Mẹ thằng mắt mông. Thằng này là con mắt nó nằm ở giữa mông luôn anh em ạ. Đấy là vị trí của lỗ đích. Nó sẽ thành con mắt, game bệnh vãi. Nếu hiểu anh nào nghĩ ra được cái đề tài như này, tôi cũng đến ạ đấy. Cái này là thay vì thần trùng thì chúng ta có thần đích anh em ạ. Thần đích. À, vào đây lấy tờ này luôn. Nó để tờ giấy đâu ra? Để giấy đâu? Mẹ cho tao. Đây 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 đây. Ôi giời ơi, hình vẽ của bạn ý. Từ xem qua mấy cái document cái xem sao. Tôi nhìn thấy con Siri Melon nữa, nó đang đứng ngay trước mặt tôi, khóa đường tôi. Mắt nó sáng lên từ trong bóng tối và tôi có thể cảm thấy cái sự tức giận của nó. Tôi biết nó đến tìm tôi. Tôi nhắm mắt lại. Ôi ôi ôi, được kia. Rồi bây giờ đi tiếp. Điểm số 8 là số 4 lấy rồi. Bây giờ tôi đến điểm số 7. Đây điểm số 7. Game vớ vẩn mà. Làm sao chơi được với tôi. Thật với anh em luôn câu cho nhanh. Chính tôi chơi game thì chả có ma quỷ để bắt được tôi hết. Điểm số 3 mình vào lấy rồi này. Ơ sao có cái ngọn núi ở đây thì đi đến kiểm kia kiểu gì. Vòng ngược lại. Tới đây mình vòng ngược lại cái này. Đúng chưa? Ô, vậy là chỗ này mà. À, điểm số 7 chính là cái rồi, điểm số 7 chính là cái chỗ cái con bù nhìn mà lúc đầu mình đi tới mình gặp. Đâu rồi? Tôi đâu rồi? Đây. Ơ. Đi qua mẹ điểm số 7 rồi. Nó ở đâu đấy xung quanh đây anh em ạ. À, con khốn nạn đâu rồi. Đây. Sao không thấy con kia đâu nữa ta. Đây rồi. Ôi dồi ôi, món này là món nháo gì đấy. Lỗ đích từ trong bồn cầu à. Tôi không biết tôi phải làm sao nữa. Tôi đã đi bộ rất nhiều giờ rồi. Nhưng tôi cứ quay về một chỗ. Hình như khu rừng nó đang chơi tôi mệt lắm rồi, tôi bắt đầu bị có nhiều hoang tưởng, tôi đều nhìn thấy những thứ không có thật, tôi nghe thấy những thứ không có thật. Nghe từ chân nó nhá. Cút.
Rồi chúng ta đang tiến tới điểm số 6. Mày sẽ không nhìn thấy cái lỗ đích cuối cùng đâu. Vâng, chúng ta có game The Last of Us thì ở đây là có game The Last of Us. Từ nhá, từ chân rất gần nhá. Có lột bàn nó có đi vào đây không vậy? Tôi đọc cái tờ cái phát liệu có hướng dẫn đi cho mình không? Rồi, nó chỉ nói là mẹ có tiếng la hét ở trong rừng mà cố gắng để thoát khỏi khu rừng thôi. Tờ số 5 này không có cái thông tin gì khác cả. Được rồi, vậy chúng ta đến. Hình như là đủ hết rồi mà. À, còn cái điểm số 5 tôi chưa lấy. Còn tờ số 5 tôi chưa lấy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy về tờ số 5. Ôi dồi ôi, anh Đuyết kìa kìa. Nhìn thấy anh Đuyết chưa? Tôi sợ hơi tối đấy anh em không nhìn thấy anh Đuyết. Tôi sẽ đến gần cho anh em nhìn thấy anh Đuyết nhá. Đấy, thấy anh Đuyết chưa? Đó, anh Đuyết này. Đấy, anh đang ôm Đuyết. Anh đuổi tôi. Trời. Tôi làm hết nhiệm vụ cho anh em thấy rõ lỗ Đuyết rồi đấy nhá. Con chó bắt Đuyết. Nhớ bố mày. Đừng có hòng có đã. Thằng bắt Đuyết. Ôi thôi. Không thể chết được đâu. Mẹ con đến tuổi gì bắt được tôi. Ồ vẩn. Để rồi, mình cứ chạy thẳng này mình sẽ điểm số 5. Cố lên. Mày làm được mà Dũng. Đường nào ta? Khiếp, anh này mỗi lần trước khi anh ấy đuổi anh lại còn mẹ lấy tay ôm Đuyết. Ôm mông. Đi đường nào để vào được cái chỗ đấy ta? Mà này, đừng có bảo là hay là cái con ma đấy chính là người yêu của mình nhá. Mẹ có lẽ nào người yêu của mình phát điên rồi biến thành con đấy không? Nếu mà như vậy thì cái vị trí của cái mắt là chỗ. Chết. Cái gì đây? Ồ. Chính là cái nhà này hả? Hóa ra là chính là trong nhà này luôn anh em ạ. Từ từ tôi phải kiếm cái đường vào trong cái nhà này đã. Đâu? Mẹ, tôi đã nghe tiếng con đấy rồi. Yên tâm. Ôi! Cái gì đấy? Ôi, nó lên rồi. Ôi ơi. Đừng có hòng anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Ôi trời ơi, ôi, vẫn cắn được tôi à. Con chó chạy nhanh thế. Đứa bố mày quả đâu đấy. Chó ạ. Vấn đề bây giờ là cứ vào nhà kia là con kia nó mày ở trong đấy. Nó không cho mình thời gian để mình nhặt cái tờ giấy cuối anh em ạ. Mẹ biết thế mình đã lẽ mình phải nhặt cái tờ giấy đầu tiên. Không sao đâu, được. Con này ở trước canh me rồi. Ở trước canh nhà rồi. Mày canh nhà sao với tao hả con? Tuổi gì? Chính là chỗ này nhưng mà ở tầng trên. Úi, anh đang ở dưới kìa. Thì anh ấy chưa. Đấy rồi, tôi sẽ cuối cùng đây rồi. Unfollow rồi, bây giờ tôi quay về chỗ bàn tỷ lệ. Tôi cần phải quay về bàn tỷ lệ đây, anh dưới kìa. Đấy, anh em thấy quả mông chưa? Ui xôi ôi. Ngờ ngờ cái mắt đấy cái cho em nhìn đôi mắt cái ngay. Em nhìn con mắt của anh cái. Kể ra thiết kế mấy con ma này cũng dễ nhỉ anh em nhỉ. Nó lên rồi đấy. Nó lên rồi đấy. Ui, sao bắt được này à? Đen quá. Mẹ cứ tưởng nó bắt được cái đầu kia. Đạch.
Đèn, không sao, lần này nhanh thôi. Mẹ đi đủ 8 điểm rồi mà thế nào cuối cùng. Tôi nghĩ là mình sẽ cần phải vào cái nhà đầu tiên anh em ạ. Chúng ta điểm điểm 1 năm trước. Mình lấy cái khách sau. Kinh nghiệm. Ngay cả game vậy. Anh lại còn người màu xanh chứ. Mẹ Piccolo à. Kể ra trông dễ thương phết đấy nhá. Thầy trông dễ thương mà. Ơi, như này là mỗi lần nó thay đổi vị trí à? Mẹ mỗi lần nó thay đổi vị trí để rồi. Tôi có thấy đâu ta? Nó thay đổi vị trí để rồi. Mẹ game cũng bố đời phết đấy. Nhưng mà cứ ở trong cái nhà này tìm thôi. Loanh quanh trong này thôi. Thế này thì dễ là dưới tầng 1. Nó hoán đổi các tầng thôi. Đâu ta? À phải nhặt cái tờ giấy đầu tiên nó mới hiện ra mấy tờ giấy này. Ok, phải nhặt tờ giấy đầu tiên. Tờ giấy đầu tiên ở trong Anta thì nó mới ra cái tờ giấy này. Rồi, nhớ rồi. Đấm thẳng xuyên thủng đường này lên. Lần này chắc chắn qua anh em nhé. Lần trước là chẳng qua, tôi cũng cố gắng để anh em nhìn thấy con đấy như thế nào thôi. Nhưng còn lần này thật với anh em luôn, câu cho nhanh con đấy không có hy vọng bắt được tôi luôn. Thường thôi. À, đấm thẳng xuyên thủng đường này lên. Thấy như kiểu bị thọt nhỉ. Kiểu chân chạy cứ cọc. Như thọt. Này thì mình sẽ cuộm luôn một lượt ở cái khu trên này luôn. Không phải đi theo thứ tự thứ toét gì hết. Mình làm một lượt luôn. Đấy, nhầm. Đầu tiên là cái này trước này. Sau khi mà vào đây xong là mình sẽ ra ngoài mình ấy luôn này. Mình sẽ chạy ra ngoài mình lấy điểm số 2 luôn này. Số 2 xong mình lên số 4 và mình lên số 8 luôn này. 2, 4, 8 lấy luôn. Ok được rồi. Một tớ. Bây giờ đến tờ số 2. Ngay đây thôi. Đây rồi. Cái máy xúc, à không, chỗ này. Tờ số 2, xong. Bách. Tiếp theo, chạy lên trên. Chúng ta lấy tờ số 6. Đơn giản mà. Con ma kia không có cơ hội được nhìn thấy tôi chứ. Ai, tờ giấy nó dán cùng một vị trí thôi, không lo lắm. Rồi, chúng ta đến điểm số 4. Trong cái hầm này. So pit run luôn cho anh em xem luôn. Xong. Điểm số 4. Tiếp theo mình sẽ chạy xuống khu vực điểm số 3 và điểm số 7. Vòng đường này cắm thẳng xuống điểm số 3 và điểm số 7. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Đường này đến đường số 3 này, số 7 xong rồi đến số 6 luôn. Tiếng chân của đấy nhá. Nó bắt đầu ra rồi đấy. Coi cơ chế game này nó cho con đấy teleport rồi. Chắc chắn luôn. Không bắt được anh mày đâu em ơi. Không bắt được anh đâu em ơi. Mày chạy vào đây bố mới cho mày vào góc lác luôn. Tưởng nào, tôi cho góc lát ngay. Bố láo, bố lếu. Mình đang ở đâu? Áo chạy. Quá mẹ, đây rồi, đây. Vòng lại. Đây rồi, tôi gần về điểm số 3 rồi.
Ôi, được rồi, con này đuổi sát phết đấy. Đâm thẳng này sẽ lên điểm số 3. Con game này nó không khó đâu, nhưng mà đường nó rất là loằng ngoằng nhá. Thôi, đường rất loằng ngoằng. Lên kia rồi rẽ sang. Rồi, nhìn thấy đường rồi. Đừng có hòng con à. Trời, chạy nhanh. Trời, đừng có hòng con chó à. Hết nhạc chưa? Chó đuổi rát thế. Điểm số 3 xong, mình vòng đến điểm số 7. Chắc chắn cơ chế game này teleport anh em, làm gì có chuyện vậy. Con kia lúc nào nó cũng lúc nào tôi nghe từng chân của nó, sao nó biết được mình mà nó đi dạo khung quanh khu vực này được. Game chip bẩn, game chip bẩn. Đây rồi, chạy thẳng lên. Đây, here is the day. À, vòng lại. Đây rồi, xong một phát. Tiếp tục chạy đường này. Đây, điểm số 6 ấy rồi. Nhanh, 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 nhanh. Ok, xong. Còn một cái thôi. Ôi, khủ khiu, khảo khiu búp. Khủ khiu, khủ khiu búp. Khủ khúc, khủ khiu bưu. Khủ khiu, khủ khiu búp. Thế này thì cái nhà cuối cùng lại vẫn là cái nhà vậy, vẫn là cái nhà kia à? Cuối cùng thì đéo nào, cuối cùng lại mình lại chạy về cái nhà lần trước bị chết anh em ạ. Mọi con đường đều dẫn lên thành Rombo nó rồi. Con chó đuổi dài thế. Nó điên rồi anh em ạ. Đuổi dài lắm. Nó bị lấy con điên rồi. Đây, vào thật nhanh nhá. Vào thật nhanh và cút thật nhanh. Không có nói nhiều. Đây rồi, cút thôi. Quay trở về Anta. Yên tâm đi, con kia không bao giờ có tuổi để đuổi được tôi. Nói một câu cho nhanh nhá. Ấy, kẹt đường rồi. Chạy cho cẩn thận, coi cuối cùng kẹt đường nó bắt được thì đúng là nhục. Làm gì? An ta ở chỗ nào ta? Đây rồi. An ta đây rồi. Giờ làm gì ở đây? Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, tôi nhìn thấy mắt anh ấy rồi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, đóng cửa là sao? Ủa? Là sao? Think. Nghĩ đi, nghĩ đi. Ôi ôi, phải bỏ một mắt đi à, phải chấp nhận mất một mắt. Khiến một mắt cho nó à? Gì đấy?
Ôi trời ơi, cái gì này, món gì? Ôi ôi, tự móc mắt mình ra. Vãi. Phải trả cho nó một mắt thì mới thoát được. Ôi ôi ôi, anh ở đây rồi. Thôi anh ơi. Ôi dồi ôi, trông quả mắt. Trông quả mặt mông. Nó lấy con mắt rồi đấy. Thế là thoát hả? Mình bị đưa đi đâu đây? Hay là mình đi về hả? Khổ, vẫn cứ vừa đi vừa Sauron ơi. Có khi con đấy chính là Sauron cũng nên đi chứ. Sauron, Sauron gì nữa em ơi. Ồ đây. Ồ nghĩa mình sẽ nằm đây à? Thế đến là cụ lại về ở đây à? Cảm ơn vì bạn đã chơi vòng tuyệt vời. Một tựa game rất nhân văn anh em ạ. Vô cùng nhân văn. Vâng, chúc anh em một ngày thứ hai vui vẻ, giống như tinh thần của con game này vậy. Bye bye, see you again. Bye bye anh em. Bye bye.